Có, chị đang qua cách làm nhé. Rồi, cho về lệ vô S1 đi. Con Mọc lấy xong vậy này nè. Bữa nay làm cái gì cũng cứ từ từ đúng không?
đọc nghe cái mặt lên là được. Đúng rồi, okay. Để cho chị hỏi chị nào cái mình giờ bình ai nó giữ á. Hôm nay nó giữ á. Này có này không? Chờ thêm xíu nữa. Mình phải tìm tiền cái này nó thiếu á. Tại sao mình không bị cái này là cái không? Hay là cái xả không? Hay bỏ không? Đúng rồi. Đi đây, để đây nha. Đúng không? 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 Không biết là con tất cả nhóm năm đâu à? Đi dùng số lượng năm ai đúng không? Chị thấy cái mô nó quá
Không có gì. Không có gì, không có chơi giống chị á, chơi chị Trang nói vậy á. Trời ơi, nó không hứng vào trong cái xe luôn á. Chuyện giòn nữa là được rồi đó. Sắp được rồi đó. Đi ra nè. Đó, 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 nó đang đi chút xíu nữa. Được chưa? Rồi. Của em là bình là S2 đúng không? Ngồi chị nghe cái số bự lắm. Em bốn lại làm. Bây giờ em làm em ba. Em bốn lại. Kể đó ai làm làm. Ủa? Năm người sáu người đủ mà, nếu mà từng người mà đủ còn người đâu? Ai giờ? Ai nếu mà là thiếu người đó, cái người đó chưa làm đó. Đúng không? Thì làm rồi đúng không? Ờ, thế em chưa làm, cũng mà cho làm đi. Ráng ngồi thôi, cũng chưa làm được. Ráng nhà cũng quyết định lên. Cái này rung lắm, để chị rung với mẹ luôn. Căng chót nữa. Nhắc. Có chuẩn gì? Không, chắc chắn lắm đó. Dễ nhìn đúng không? Phải lục quá là. Bao nhiêu tiền chị vừa đủ? Trăm. Mình máy nữa chị Ngọc. Ngọc là mình đang làm mình đang
3 hả? Tầng 3 là bình vào bình 4 nữa kia thấy em nó làm. Nãy giờ nó không làm. Thì đang là bình 3 hả? Ừ.
chưa rồi. Nhọc nữa. Giờ đó. Nhọc mấy. Có đúng. Bún bún đó. Lắc lắc đó. Được rồi. Trăm lắm vậy. Đúng rồi, vừa đủ với cái mặt á. Kể vừa luôn. Kể luôn. Này kỹ hơn nữa nè, này kỹ hơn nữa nè. Này kỹ hơn luôn á. Nếu em làm chính xác á. Đừng nói, hỏi đường mình nó dẫn kỳ lắm á. Em làm xong 25 rồi. 25 luôn hả? Cũng mới lấy 20 mà. Còn cái năm trước. Hả? Em làm lần trước. Em làm cái năm 40. Xong rồi chị ơi. Thank you.
cao nhất của mình sẽ có đây ta. Bây giờ